thực sự là một cây cổ thụ tự nhiên. Đây nhá, Quyết nhá, phân tích nhá. Ở trong nhá, đúng không? Rất là to, nhưng ra bên ngoài nó phải phóng, đúng không? Những cái tay là này, phóng rất là dài ra và là gần như là mình không nhìn thấy cái sự cắt chuyển, đúng không? Đúng. Nhưng bên trong này thì cắt chuyển, đấy, bên trong này. Đây thì chính là cái một cái kỹ thuật để khi chúng ta làm bộ tàn cây ấy. Những cái đốc bên trong chúng ta nuôi to và cắt giật, cho nó ra bên ngoài phóng ra. Và bộ tàn thật mỏng. Và nguyên tắc đấy quý vị xem nhé. Cứ cành ở dưới là sẽ dài nhất, lên trên là nhỏ dần và tạo thành một cái vòm khung vĩ đẹp thật. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Quý Khôi. Hôm nay mình tới thăm cây trôi, cây di sản Việt Nam, nằm ở gần chùa Thầy Quốc Oai. Rất là đặc sắc. Bông tán của cây trôi này hiện tại nó chắc phải hàng trăm mét nhỉ. Bộ tán bán kính móng tới gần 10 mét. Bên cạnh có một cây đại. Ok, mình sẽ đi sang phía bên này để quý vị ngắm được cái đường thân và đường tay cành ở bên trong này. Đây. Thực sự rất là hùng vĩ. Ở đây góc độ này là quý vị sẽ ngắm được hết. Thân chi cảnh. Rất là đặc sắc. Mình sẽ vào khu vực bên trong để quay để tất cả quý vị cùng ngắm nhá. Hôm nay đi với mình có bạn Quyết đẹp trai, Tạ Quang Quyết đây. Xin chào Quyết nhá. Đấy, ok, xin mời Quyết và tất cả anh em yêu cây vào ngắm. Wow, thực sự là rất là đã quá. Xuống này mát lạnh. Chim hót rất hay. Mời quý vị cùng ngắm bệ của cây này. Quyết Quyết đứng vào để anh để mọi người xem là mức độ to của cây như nào. Đấy nhá. Bạn Quyết là cao 1m75. Nặng 70. Hả? 1m8. Đấy. Thế mà đây đứng dưới gốc cây đúng là tuyệt vời. Chắc là Quyết chỉ bằng một chiếc rễ này thôi. Đây này, quý vị này. Sure. Rễ thì nhìn rất sướng. Đây, mặt này khiếp nhỉ. Đây, quý vị xem này. Nó là tư liệu rất là quý để tất cả những anh em và quý vị yêu cây chúng ta cùng tham khảo. Cây trong tự nhiên. Chân bệ. Đấy. Đây là nó kiểu u cục cảm dễ luôn. Ừ. Phần bên trên này quý vị này.
thực sự là một cây cổ thụ tự nhiên. Đây nhá, Quyết nhá, phân tích nhá. Ở trong nhá, đúng không? Rất là to, nhưng ra bên ngoài nó phải phóng, đúng không? Những cái tay là này, phóng rất là dài ra và là gần như là mình không nhìn thấy cái sự cắt chuyển, đúng không? Đúng. Nhưng bên trong này thì cắt chuyển, đấy, bên trong này. Đây thì chính là cái một cái kỹ thuật để khi chúng ta làm bộ tàn cây ấy. Những cái đốc bên trong chúng ta nuôi to và cắt giật, cho nó ra bên ngoài phóng ra. Và bộ tàn thật mỏng. Và nguyên tắc đấy quý vị xem nhá. Cứ cành ở dưới là sẽ dài nhất, lên trên là nhỏ dần và tạo thành một cái vòm hùng vĩ, đẹp thật. Con người thật là nhỏ bé so với mẹ thiên nhiên. Quý vị, thực sự rất ấn tượng. Hôm trước Quyết có kể với mình về cây trôi này, cho nên là hả? Nó phải hàng trăm mét hơn, rộng lắm. Mà bên này quý vị ngắm một cây đại rất là già, và bộ tán này toàn bộ là nằm dẹp xuống để thoát ra bên ngoài so với cây trôi, siêu hẳn ra luôn. Mà cái này cũng đã chắc cũng có niên đại rất là cao rồi. Đây, cây đại. Đường thân rất đẹp. Thật sự là cành của cây trôi hiện tại là mình đang đứng ở đây, và cành xa xuống tận mình có thể với được. Đấy, bộ tàn kia. Cây di sản Việt Nam. Ok, mình xin phép kết thúc video tại đây và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ. Rồi, xin chào Quyết nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Mọi người có dịp về chùa thầy quê em chơi ạ. Ok, tuyệt vời.